Cái gì cơ? Em trên văn phòng mà. Lên đâu rồi? Nhiều chỗ thế rồi. Điều ở nhà nó đau đầu lắm. Mẹ rồi. Không. Gọi không nhìn nghe. Anh dậy bật máy tính lúc nào em biết lúc đấy. Tối 9-10 giờ gì đấy. Thế lúc anh nhắn em lúc mấy giờ? Sáng.